Chào các em, đây là nội dung thực hành viết 2, bài thực hành 2. Như vậy đầu tiên các em sẽ tạo một thư mục họ và tên của mình ở trong ổ đĩa D. Sau đó khởi động Asset và lần lượt tạo 5 cái cơ sở dữ liệu có cấu trúc như sau. Cơ sở dữ liệu thứ nhất đó là quản lý điểm, gồm có những cái bảng như sau và các em nhớ thiết đặt thuộc tính. Bạn nào mà làm rồi thì mình chỉ việc copy vào trong đây thôi. Đến đây là các em tạo xong 5 cái bảng của cơ sở dữ liệu đầu tiên. Tiếp theo các em sẽ lại tạo cái cơ sở dữ liệu thứ hai. Tên của cơ sở dữ liệu đây. Cơ sở dữ liệu nó gồm có những cái bảng như sau và các em chú ý cái thiết đặt thuộc tính cho nó. Đến đây là các em đã hoàn thành cái việc tạo bảng trong cái cơ sở dữ liệu thứ hai. Tiếp tục các em sẽ lại lặp lại thao tác đó để tạo ra cơ sở dữ liệu thứ ba. Đến đây là kết thúc cái việc tạo bảng của cơ sở dữ liệu thứ ba. Ta tiếp tục sang cái cơ sở dữ liệu thứ tư. Ở cơ sở dữ liệu này, các em nhớ là cái tên trường nào mà được in đậm và gạch chân thì nó là khóa chính nhé. Chứ không cần các em phải in đậm gạch chân mà thể hiện rằng đây là thuộc tính khóa chính thôi. Còn các em vẫn ghi là mã lớp bình thường. Khóa chính của phần môn học là mã môn học.
Khóa chính của bảng sinh viên là mã sinh viên. Khóa chính của bảng kết quả gồm có hai thuộc tính là mã sinh viên và mã mặt hàng, mã môn học. Tiếp theo, cơ sở dữ liệu kinh doanh. Có bảng thứ nhất là bảng nhân viên, khóa chính là mã nhân viên. Các em chú ý có cái thuộc tính hình này là để tải ảnh thẻ lên đấy. Các em chọn kiểu dữ liệu của nó ORE Object. Bảng tiếp theo là bảng khách hàng, có khóa là mã khách hàng. Tiếp nữa là sản phẩm, có mã sản phẩm là khóa chính. Cái chỗ validation tag đây là các em phải cho chúng vào trong dấu nháy kép nhé. Bảng tiếp theo là bảng hóa đơn. Cuối cùng là chi tiết hóa đơn. Có hai thuộc tính khóa đây. Như vậy các em sẽ tạo ra một cái thư mục họ và tên và làm lần lượt tạo 5 cái cơ sở dữ liệu cho cô nhé. Đây là nội dung thực hành. Chú ý làm hết cho cô.